tiếp tục giới thiệu đến anh em một chiếc Mi 607 đời gần như là cao nhất nhé. Nó là trong top 3 những cái đời 607 cao nhất. Em này là 607 NRA. Hôm trước có giao lưu với anh em là 607 NRA 25 mã nhé. Hôm nay là 607 NRA, nó là dòng đời rất là cao. Dòng này là đời cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000. Thiết kế của nó thì anh em nhìn thấy nó cũng sẽ rất là hiện đại. Với cái mặt phay nhôm. Công suất em này là 220W, điện 100V. Em này có một cái mà em để ý thấy đó là nó đánh cái chất âm của em này nó rất là thoáng đạt nhé. Chất tiếng của nó. Thì dòng 607 thì nó có hơn chục đời cơ. Thì anh em biết rồi, những cái đời ví dụ như Alpha 607, những cái đời trước này thì công suất của nó cũng xem xem như vậy, khoảng 240. Thì những dòng này thì từ trước giờ thì tiếng nó vẫn tốt mà. Những cái dòng model 607 thì nhìn chung là nó tốt, nó thành công, cho nên này người ta tái bản, người ta giữ lại cái số 607 này rất là nhiều, người ta chỉ cải tiến đi thôi. Thì hiện tại shop thì về rất là nhiều các loại đời 607. Anh em có thể thấy đơn giản như ở đây có 607 XR này. Được chưa? Alpha 607 này. Đấy. Có rất là nhiều đời nhé. Đây hoặc là 607 Extra này, cũng mặt gương này. 607 L Extra này, cũng mặt gương này. Cái đây là bụi thôi anh em nhé. Bụi thôi. Đấy, đều là mặt gương rất là đẹp. Có cả 607 XDCAC. Đấy, XDCAC trong này. XDCAC ở đằng sau kia. Đây, mặt gương em có rất nhiều nhé. 607 MR này. Đấy. 607 XDCAC này đằng sau. Đấy, thì đây là em 607 NRA. Là một em trong top 3 đời cao nhất của dòng 607. Chất tiếng thì nó sẽ khá là đều dài. Trung âm nó cũng rất là tốt. Anh em kết hợp với những cái dòng loa bô như em vừa ghép là tốt này. Hoặc là những dòng JBL. Với công suất 220W thì anh em đánh được khá nhiều dòng loa khác nhau nhé. Trên này là những cái ốc đồng. Và quan trọng nữa, cái tầm giá nó loanh quanh khoảng hơn 10 triệu chút thì rất là dễ để anh em có thể sở hữu. 220W nha anh em nhé. Đấy, với cái tầm tiền đấy thì dễ chơi thôi anh em. Hơn 10 triệu rất dễ chơi. Chơi loa từ 4 đến 16 ohm luôn. Đấy, nếu mà bình dân hơn thì tầm trên 4 triệu thì anh em có thể chơi Alpha 607 mặt gương này. Đấy. Cũng là điện 100, công suất 240W. Dòng này thì nó đời trước. Đôi khi đủ bãi này không phải là cứ đời, không phải là cứ nhiều tiền hơn là hay hơn nhé, bởi vì nó còn theo đời. Ví dụ những cái dòng này tiếng rất tốt, tại sao tầm này nó còn hơn 4 triệu. Có những cái lúc con này nó vẫn hơn 5 triệu nhé, với những hàng đẹp như này. Thì sở dĩ nó như vậy bởi vì là anh em hiểu nó đã khấu hao tương đối nhiều. Còn những dòng này đời mới hơn thì nó chưa khấu hao hết. Đấy. Và hình thức kiểu mỗi con một kiểu. Tầm tiền hợp lý hơn 4 triệu thì anh em chơi con này. Còn hơn 10 triệu một chút thì anh em chơi này nhé. Anh em quan tâm thì liên hệ chi tiết số Zalo đây. Đấy. Bên em thì có cả những cái đồng hồ Nhật để bàn. Như anh em nhìn này, để anh em có thể để trên những cái âm ly kiểu này. Những cái dòng này nó đều chất liệu bằng hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm phay và mạ vàng nhé. Đây là bụi thôi. Nhà này thì rất là đẹp này. Đấy, bụi. Đấy, như trước này là 3.9 này. Chiếc nhôm phay mạ vàng này 3.5 này. Nó đều nhôm phay mạ vàng, sờ rất sướng tay nhé. Cảm ơn các bác.